Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội. Giờ này là 7 giờ tối rồi. Hôm nay qua trễ. Bình thường là sáng sáng đi qua ông Nhí chơi. Hôm nay bận quá. 7 giờ tối mới qua. Tôi qua tới rồi nè. Đâu có vui mày. Trời đất cơ, giờ này còn làm chưa nghỉ hả? Ơi. Coi nghĩ anh em kiếm gì ăn chơi. Thôi ăn uống gì ăn hoài. Sao vậy? Mày bữa khác ăn chứ, bữa nào có tiền mới ăn chứ. Ăn uống nó bao nhiêu tiền đâu. Ông cứ tiết kiệm riết à. Mai mốt á, tiền ông để lại cho ai? Thà bây giờ ăn chơi cho đã đi, mai mốt tính sau. Mày tào lao mày. Còn trẻ còn sức khỏe làm ra tiền là mày phải biết tiết kiệm. À, Để chi? Để sau này mày già yếu. Mày già yếu mày đâu còn làm gì được nữa. đúng rồi đúng rồi Rồi lúc đó con cháu nó chăm sóc mày. Mà mày không có tiền. Mày không có tiền nó khiêng mày ra ngoài đường nó để. bây giờ ông có tiền, ông cho con cháu ăn uống cho nó đã đi, mai mốt có gì nó lo cho ông. Còn bây giờ có tiền, ông nuôi xe, đổ xe, nuôi cá nè, sau này mấy con cá này nó có lo cho ông được không? Chiếc xe nó có lo cho ông được không? Bởi vậy đừng có tiếc tiền với con cháu. Tôi là con cháu của ông nè đó, tôi đi qua ông cứ mời tôi ăn đã đi, sau này có gì á tôi bỏ luôn. Ủa lộn, tôi lo lại cho ông Mày mà con cháu gì mày là em tao. à? Còn con cháu ăn uống nói như mày thì đúng rồi. Nhưng mà tùy bữa. Bữa ăn bữa nghỉ, bữa ăn bữa nghỉ chứ đâu mà cho nó ăn hoài mày nghèo luôn sao. Ừ đúng rồi ha. Rồi dạo này ông Nhí á là 8 giờ tối mới nghỉ, bình thường 6 giờ là dọn dẹp nghỉ ngơi rồi, 8 giờ tối mới nghỉ. Hiện tại là ông Nhí ông đã lên rất là nhiều dòng cá, đa số là ông bán online. Anh em nào cần cứ liên hệ ông Nhí nha. Ông Nhí ơi, cho hỏi coi, Hỏi đi. ở trong này á, con cá nào là con cá xịn nhất? Xịn nhất của tao mà. Ừ. Ở trong cái khu vực này á, toàn bộ nó là chỉ có một con là tao tâm phục khẩu phục nhất thôi. Làm sao? Là xịn nhất của tao đó. Con cá nào là con cá xịn nhất chỗ này? Cái con này á, nó là chỉ là một trên 100. Tức là trong bầy cá 100 con nó chỉ có một con duy nhất thôi. Ghê vậy? Ừ. Đâu cho coi thử coi. Đây nè. Con nào? Đây nè. Ủa sao con cá này là con cá xịn nhất mà cái nước nó lại cũ nhất? Cái nước nó không phải cũ đâu mà là tao kỹ. Tao cưng nó, tao chăm cái nước lá bàn nhiều cho nó. À, để coi con cá này nó là dòng gì nha. Ở trên này mình thấy nó có làm cái ổ bọt không nhỉ? Đó, nó sung đó. Mấy con cá mà làm ổ bọt á là nó sung lắm, giống như kiểu là nó làm cái mái nhà cho nó vậy. Đây 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 đây. Ủa cá đu tơ hả? Con này là con samurai ba lắc. Samurai ba lắc. Mày thấy cái hình dạng của nó giống như mặt giáp mấy ông samurai thấy không? Đúng rồi đúng rồi. Đó, Đây đây đó. đây đây Đó. Chuột già. Những cái lớp bạch kim này á, nó giống như là những cái miếng giáp vậy đó. À, Miếng giáp bạc á. rồi hiểu. Đó. Thấy nó ngầu không? Con cá này bao nhiêu tiền? Cái này nó vô giá lắm. Vô giá. Tầm bao nhiêu? Tao đâu có nói giá hoạch tẹt là được. Có nghĩa con cá này á tùy người. Người nào khôn á mình bán rẻ, người nào khờ khờ á mình sắc đẹp, đúng không? Thôi mày chọt chọt mày. Sắc đẹp cái gì mà sắc đẹp. Cái người nào người ta am hiểu á thì mày sẽ bán được chút đỉnh. Tức là cái giá nó sẽ cao một chút. Đúng rồi. Còn mấy cái người không biết gì mày vô mày hét giá cái người ta đi về. Thôi hết vui. Đúng rồi. Ví dụ như là mình đi, mình mới chơi cá, mới tập chơi, mình vô mình thấy con cá này đẹp. Ủa con này nhiêu vậy anh? Con này 5 sợi. Trời đất ơi, tôi mua ngoài kia con cá 15 ngàn nhiều màu hơn. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Còn cái người am hiểu á, con này nhiêu vậy anh? Con này 5 sợi á. Sao rẻ vậy? Là tao nói mày á, ảnh cái giò này nè. Là anh bị dính rồi đó. Ừ. Rồi à, lấy ngon đi. Đó là mày bán được hàng thôi. ngon 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 Tại vì người ta biết cái con cá, biết cái giá trị, biết cái hình hài của nó. Ừ, Thấy không? đúng rồi, con cá này nhìn nó có chút xíu à, nhưng mà theo ông Nhí nói con cá này là con cá ổng tâm đắt nhất, 100 con chỉ có một con, tâm phục nhất đó. Tâm phục khẩu phục. Này nè, con kế bên này mày thấy không? Cũng Đúng rồi, thứ của đúng nó rồi. nè. Ừ. Cũng thứ nhưng mà con này có 200k. Con này cái màu nó nhạt quá. Ừ.
đó, nó cũng giáp á nhưng mà không bằng con này. Cái dòng này á là BK đu tua nha anh em. Ừ. Cooper không? Cooper. Cooper BK đuôi tua, có nghĩa là con cá đuôi cụt mà cái đuôi nó bị tua. Đúng rồi. Hay ha. Nó giống như mấy cái ngọn đinh ba vậy. Đúng rồi. Đó, cây đinh ba. Người nào không biết nhìn vô tưởng nó bị cắn rách đuôi, không phải. Sẵn mày coi có ai mà giới thiệu người ta nha. Cái đuôi nó vậy nè. Mấy con cá này á ông đừng có bán. Để chơi. Để chơi là mày ăn cám hả? Mày lấy lá mít mày xài. Được giá thì mình bán đi, phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng tại rồi. Mình nuôi cá mà. Đúng rồi. Mà trong cái lô này con này là con mắc tiền nhất hả? Chính xác á. Mắc hơn cả những con cá danh khổng lồ. Tao nói mày trong nguyên cái khu vực nữa. Làm gì đó chắc mày. Tao tả cho biết là hình dung ra là nguyên cái khu vực này chỉ có một con này nó là đẹp nhất. Là nó mắc tiền nhất. Ừ. Rồi hiểu ha. Con cá này á, những người am hiểu á, sưu tầm những con cá độc lạ thì nó là một con cá có giá trị. Còn với mình á, con cá này chả là cái gì. Chọn con cá này á, chọn dĩa cơm sườn. Có thể mình chọn dĩa cơm sườn mình ăn á. Đúng rồi. Ờ, cái ý thấy chưa? Tâm lý của mày tao biết liền. Là hôm nay không có cái gì ăn đêm hết hả? Bữa nay đâu có ăn đêm. Vậy thôi đi về. Ờ, thôi đi về nghỉ đi mày ơi, tao thui rồi. Rồi về nha. Ừ. Rồi. Trời đất ơi, làm gì thế ghê vậy? Tối quá. Đi về. Hai thằng mày có thấy con cá tao bển không? Con cá ông ai mà biết? Con cá của ông ai thấy? Ừ. Cái con cá xịn của tao hồi nãy tao nói mày đó. Con cá nào? Cái con cá xịn nhất ở trong kệ tao đó. Thì nó ở trong chổng chứ đâu. Có thể là ông để chỗ nào ông quên. Ông nhớ kỹ lại coi. Con cá lúc nãy ông giới thiệu tôi hay là con cá nào? Cái con cá đẹp nhất tao chỉ mày coi hồi nãy đó. Mất rồi. Mất rồi. Ông có để quên chỗ nào không? Làm sao tao quên được? Mày không tin á, đi theo tao qua đây nè. Đâu? Đi qua coi. Mất tiêu rồi. À, ông gì? Cái gì vậy? Cái gì? Đi qua coi con cá tao nè. Từ từ. Tôi mới thấy ai đứng kìa. Coi chừng là thấy con chó hay gì nó nằm chứ gì. Ông không thấy hả? Hả? Đi qua đây coi kiếm con cá tao. Đi vô đây. Tôi mới thấy nó đứng chỗ này nè. Đứng đứng cái đầu mẹ mày kịch bản tao hả? Ai mà rảnh kịch bản gì? Đi vô đây. Mày bài đứng ngay đó. Con cá nào? Con cá mà hồi nãy mày hỏi hỏi đẹp đẹp tao chỉ này đó. Con cá xịn nhất của tao đó. Rồi đâu đi? Đi vô đây nè. Trống lỏng. Ủa? Mất tiêu rồi. Đó mà thấy chưa? Mà cái điều đặc biệt ở đây á là mất luôn cái hồn. Chỉ có mày mới khiêng được cái hồn của tao thôi chứ không ai khiêng hết. Tôi không có làm. Tôi khẳng định một điều là tôi không có lấy con cá của ông. Mày không làm nhưng mà mày bài cho thằng Tư. Mày bài cho thằng khác. Ông Tư ổng mới rửa xe hồi chiều giờ mệt quá trời. Ai mà rảnh đâu lấy cá ông chi. Con cá có nhiêu tiền đâu. Sao mà biết không nhiêu tiền? Con cá này của tao là tiền không đó. Cá xịn hả? Ừ. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi biết ai lấy rồi. Biết ai nói liền. Hồi nãy lúc mà tôi đi vô trong đây với ông á, tôi thấy ở ngoài này có ai đứng ngay giường mai đó. Thằng này tao phá mà đúng bây giờ. Cái con chó đó. Tôi nói thiệt. Giường mai ở trong nhà làm gì có ai. Tôi nói thiệt. Tôi thấy ai đứng. Đi ra kiểm tra coi. Có khi nào ăn trộm nó núp chỗ đó không? Đạo chích hả? Nó mà thấy gì tao có thấy gì đâu thằng này. Hồi nãy tôi thấy nó đứng chỗ này nè.
ngay chỗ này luôn. Có cái gì đâu, có cái gì đâu. Đi qua kia kiểm tra coi. Gì vậy mày? Nói đi, cái gì vậy? Đằng đây nè. Đâu? Tôi mới thấy chỗ này nè. Tao có thấy gì đâu thằng này. Nó đứng nó nhìn tôi. Có không? Có gì đâu ngoại, thằng này mày chắc mày qua mắt mày, mắt mày bù lạch bù sao? Thấy ghê lắm, hồi nãy tôi thấy, thấy rõ ràng luôn. Tao vô có thấy gì đâu. Ông Nhí ơi. Cái gì vậy? Ông ạ. Thấy không, thấy không? Tao thấy mờ mờ giống như là cái bóng gì đó. Có ai ở ngoài vườn mai á? Có người hả? Ghê quá vậy. Ừ. Giải quyết lắm. Đâu? Ở trong đây nè. Mày có đèn pin mình đi trước đi. Ai vậy? Ông Nhí ơi, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nó kìa, nó kìa. Đi ra coi. Ai vậy? Nó kìa. Nó kìa ông Nhí. Bị lại đây. Có đậu nó nữa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bây giờ nè, phải tìm cách giải quyết nó. Ai vậy? Ai mà biết. Ông biết không? Không. Đóng cửa rào lại, đóng cửa rào lại. Móc cái rào lại. Cái người lạ vô cậy, vô vườn mai. Mày phải kiểm tra chứ mày để nó ra mai đâu được. Hèn gì ông Nhí mất con cá. Là đúng rồi. Đó. Ông Nhí mất con cá. Có ai đâu. Ông Nhí ơi cẩn thận. Nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Tôi biết ai rồi. Hình nhân. Đúng rồi, hình nhân. Cái mình nó đen thùi à. Cái mình nó đen thùi à. Cái mặt nó ngà ngà vàng. Hai con mắt nó đỏ lè. Máu chảy nữa. Có máu nữa. Tóc dài xõa xuống. Nhìn thấy ghê lắm. Dẹp thằng mày đi. Cái này là hai mày bày ra nữa đúng không? Tụi tôi không có nha. Tôi không biết đâu. Ai rảnh bày ra chuyện này làm chi? Cái thằng hình nhân đó là ai? Không biết. Rồi con cá tao đâu? Con cá ông á, hiện tại là bị mất rồi. Ngay lúc này hình nhân xuất hiện. Có thể là nó lấy. Nó lấy chắc luôn. Cái này là hai thằng bay dựng lên kịch bản chứ. Tao quá quen thuộc cái này của tụi bay rồi. Cái chiêu này cũ lắm rồi. Con cá của ông bị mất. Anh em tôi đâu có rảnh đâu lấy cá ông chi. Ai cũng có công việc. Ông Tư thì rửa xe, tôi thì đi quay vlog. Chiều về mệt thấy mồ rồi, ai rảnh qua đây đùa giỡn với ông? Đùa gió nữa ai giỡn. Một là ăn trộm, hai là hình nhân. Nhìn cái mặt nó ghê lắm. Không phải hàng đây nha. Nó tới, nó tới. Chạy ông Tư, chạy ông Tư. Ổng nói hai anh em mình hù ổng. Sợ thấy bà nội nè. Như vậy anh em có nhau
Mày phải hỗ trợ tao chứ. Để tao coi kìa. Trường ơi. Ông Nhí ơi, nó đi đâu mất tiêu rồi. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Thì ghê quá ông Nhí ơi. Ủa? Ê, mà mắt gì tao sợ mày? Cái mặt nó nhìn thấy ghê lắm. Nó lộ mặt nạ ra. Mày bắt nó, mày lột mặt nạ nó ra. Ở đây á là khu vực của tao, lãnh địa của tao. Vô lấy cá của tao nữa. Thấy chưa? Mà ra mắt gì tao sợ nó. Tao mà bắt được nó, tao cho nó ở tù luôn. Cho nó ở tù làm gì? Nó ăn cắp cá mày kìa. Nó đâu phải là người đâu, nó là hình nhân mà. Nó không phải là người nha. Ừ. Nó là hình nhân. Giống như là quỷ vậy á. Đúng rồi. Thời thế bây giờ mà mày còn tin hình nhân hả? Mày tin mấy chuyện tào lao đó hả? Nó đội mặt nạ thôi. Bây giờ mày coi tao ra tao bắt nó cho mày coi nè. Ông đi bắt một mình ông đi, tôi không dám đâu. Thôi. Sao ông đi bắt? Mà khoan. Hai thằng này vô đây. Hai thằng bay có liên quan không? Không. Tôi nói liền. Tôi không có liên quan nha. Mày nói chậm đó nha. Hai thằng bay không liên quan thì tốt. Có liên quan cho đi chung với nó luôn. Ông Nhí, ông Nhí. Ông Nhí đi vô. Có gì bỏ qua cho nó được không? Đâu có bỏ qua được mày. Đâu mà. Có con cá không mà sao đưa nó đi tù được. Nhưng mà con cá có giá trị. Coi chừng ông Nhí cẩn thận. Nó xuất hiện một cái là hết hồn liền á. Không có này. Nó bên kia trong đầu đó. Tôi thằng quỷ này. Giờ này mà còn giỡn được. Tôi mà ông còn sợ không chỉ hình nhân. Báo tin cho nó biết đi. Tao đi bắt thằng trộm chứ mà sợ gì. Ủa mà nó báo gì? Mày chung phe nó phải không? Tôi đâu có biết gì đâu. Đâu theo tao nè. Hôm nay ông Nhí ông gan dữ vậy ta. Bình thường á là ông chạy mất dép. Cẩn thận cẩn thận. Ê lúng. Cái chừng đường mương. Lúng. Cái đường mương Nhí ơi. À, chỗ này lúng không? Lúng lúng lúng. Lúng nó sẽ không trốn được. Ông tìm nó là ông tìm dấu chân á. Mày điên hả thằng này? Mày thấy đây sao coi dấu chân? Được mà. Mày chạy mất tiêu rồi. Ông Tư qua kia coi có không. Trốn kỹ vô, trốn kỹ vô. Ông Nhí mà bắt được là mệt nha. Mệt là mệt cả đám luôn nha. Khai ra thằng nào chủ mưu không biết. Sáng nay gãy mai là ông Nhí ông đền á. Ê nó kìa, xuống ra đây. Thả một cái tao này. Ủa. Ông Nhí, ông Nhí, ông Nhí, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ông đang bắt nó mà giờ tôi đứng lại chi? Đứng lại cho nó chạy đi, bỏ qua đi. Thằng này mày rảnh tao đập mày bây giờ. Tào lao. Hôm nay sao ông căng dữ vậy? Trời đất ơi, cứu em. Không khai nha. Mày đâu mặt nạ hả?
Mày khai ra cho tao biết. Thằng nào bày ra cái vụ này xuống mày làm. Khai ra hết từ đầu tới đuôi cho tao. Nếu không là tao cho mày đi rút cán luôn. Ông tra hỏi, ông hỏi đàng hoàng, nó mới trả lời. Ông mà dằn mặt kiểu đó nó sợ, nó đâu dám nói. Im luôn á. Để tôi hỏi cho. Em trai, nói chung là cái chuyện này cũng là chuyện nhỏ thôi. Lỡ một lần mai mốt không như vậy nữa nha. Nhớ nha. Con cá ổng á, để ở đâu không biết thì thôi, không sao. Rồi đi về đi. Ừ. Được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì phải sợ hết á. Em cứ ngồi im đi, ổng không có làm được gì hết á. Đập mày bây giờ, mày á, tao đập mày á. Ông hỏi nó có lấy cá hay là không. Ngoài cái chuyện lấy cá nó đâu có tội gì đâu mà bắt nó. Cái này á là nó thương ngược lại ông á. Cái tội bắt người nè. Đúng rồi. Ông đâu có quyền gì đâu để mà bắt người. Sao không quyền mày? Cái chỗ đó là nhà tao không quyền gì. Ừ đúng rồi. Trại cá của tao, nhà của tao. Tại sao đi vô trong đây? Thằng nào xúi mày đi vô đây giấu cá của tao. Lấy cá của tao. Ông này nè. Trời ơi. Bể hết. Tiền á. Bể hết. Trời ơi, có cái thằng quỷ này. Mày rảnh mày chơi tao hoài mày. Ai mà lấy cá ông chi? Bây giờ tôi tính vậy nè, con cá của ông á thì để ở đó đi, từ từ anh em tôi kiếm lại cho. Trước tiên á, ông đi vô nhà. Ở trong nhà ông có cái gì? Ví dụ như là khô mực nè, tôm nè, ghẹ nè, sò ốc này kia, cơm chiên cũng được. Đồ ăn cơm cũng được nữa. Anh em đang đói bụng quá, đi vô bài ra, mời anh em một bữa ăn đi, anh em đi lấy cá cho ông. Tôi kiếm cho. Tôi nắm đầu hết à, biết hết. Đâu, hàng bây chờ tao chút đi. Ừ. Đứng đó đi, chờ chờ tao, đứng đây chờ tao một chút. Được, 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 được. Ngon. Quá ngon luôn. Hôm nay cũng dễ dụ. Im, im. Rồi lẹ lên ông nhí. Rồi lau bàn, lau bàn. Rồi order đi. Mua cái gì cũng được. Hello. Dạ dạ anh Phương hả? Dạ rồi. Anh xuống dưới chỗ trại cá của em được không? Tại có hai thằng này nó chung vô ăn cắp cá em mà giờ em hỏi nó không trả. Để tôi vừa lấy cả đâu ơi, mệt quá. Trời đất, cá bị ông dụ rồi. Ông có gọi ai đâu. Mấy thằng này sao qua mặt nó đương. Nhá nhẹ cái là thấy không? Không trả thì gọi thiệt. Trả không? Ông gọi kệ ông chứ. Con cá của ông ai lụm, cái này là giữ giùm ông thôi, chút xíu trả cho ông. Giờ trả nè. Đi về lấy đi. Nè, trả ông nè. Rồi trả ông đó. Anh em giỡn chút xíu làm gì ghê vậy? Bình thường ổng đâu có vậy. Hay da, mệt ghê á. Rồi thôi anh em tôi về á. Tao nói cho hai mày biết nha, lần này tao bỏ qua đó, còn lần sau tao làm thiệt ráng chịu á. Trời đất, cao giỡn chút xíu cha nội. Cất con cá xem phản ứng của ông như thế nào thôi, chứ ai mà lấy cá ông chi, đúng chưa? Lấy làm gì? Bây giờ hai thằng mày đi về liền đi, tao còn mệt á. Rồi một hồi nữa tao cọc lên là tao cọc đó. Đâu có đi về, thay đồ đi. Hôm nay anh em để cho ông ăn một chầu. Chầu gì? Lẩu bò. Ê, đi về thay đồ đi mày. Hồi nãy giờ cử động cho khỏe. Đúng. Đó, chút xíu nữa ăn nó ngon. Ừ. Trời, tao nói mày trời mưa mưa lạnh ăn mỡ bò là hết bài. Mỡ bò gì? Mỡ bò. Đi vô tắm đi, anh em mình đi ăn. Mỡ bò chứ. Không bị lèo miệng.